quý vị khán giả của đài SPTN. Tôi là bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân từ Viện Bảo tàng Lịch sử Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Westminster, California. Xin một lần nữa kính chào quý vị. Ngày hôm nay chúng tôi có một chương trình đặc biệt đối với quý vị. Đó là chúng tôi muốn giới thiệu ban chấp hành và ban quản trị và các thành viên đã đóng góp rất nhiều công lao để thành lập Viện Bảo tàng Lịch sử Quân lực Việt Nam Cộng hòa từ ngày 30 tháng 4 năm 2016. Phần đông chúng tôi là những hậu duệ Việt Nam Cộng hòa, những người có cha ông đã phục vụ dưới quân đội Việt Nam Cộng hòa, và chúng tôi làm việc vì chúng tôi yêu những màu cờ và quân phục của cha ông, và chúng tôi đã ngồi xuống để thành lập Viện Bảo tàng với ba cái mục đích chính, đó là vinh danh người lính Việt Nam Cộng hòa, bảo tồn các di sản của họ và truyền lại lịch sử cho thế hệ sau. Công việc bắt đầu bằng những cái sự say mê sưu tầm đồ cổ, đồ quân phục và các huy hiệu. Nhưng sau khi làm việc với các cô chú của cựu quân nhân thì chúng tôi đã được họ rất mến yêu, và họ đã trao cho chúng tôi cái trách nhiệm, một cái trách nhiệm lớn lao, đó là làm sáng tỏ chính nghĩa của người quốc gia và giữ lại lịch sử của người lính Việt Nam Cộng hòa. Và hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị những vị trong ban chấp hành, và chúng tôi cũng có một khách đặc biệt để giới thiệu đến quý vị. Tôi xin nói qua về chúng tôi. Chúng tôi là thân phụ của chúng tôi là bác sĩ nha khoa Nguyễn Văn Y, đã phục vụ với sư đoàn 22 bộ binh tại Đắc Tô, Tân Cảnh và Pleiku, quân y viện Pleiku, và sau đó thì về phục vụ với binh chủng nhảy dù tại bệnh viện Đỗ Vinh, trại Hoàng Hóa Thám, và cấp vị cuối cùng là thiếu tá quân y. Và thân phụ của chúng tôi đã mất tháng giêng năm 2016, và 3 tháng sau đó thì chúng tôi đã ngồi xuống với các anh em để lập Viện Bảo tàng Lịch sử Quân lực Việt Nam Hoa. Ở đây chúng tôi xin truyền qua cho bác sĩ James Việt Trần là phó giám đốc của Viện Bảo tàng để giới thiệu. Kính thưa quý vị của đài truyền hình SBTN, tôi là bác sĩ James Việt Trần. Rất là hân hạnh được sự mời của bác sĩ Quân tới đây để nói chuyện chút đỉnh với quý vị về tại sao chúng tôi thành lập cái Viện Bảo tàng này. Trước hết là tôi để ý là qua bố của bà xã tôi là rất là hy sinh rất nhiều, bị tù cải tạo 13 năm, xa con, xa vợ. Lúc qua Mỹ sau HO là với gặp mặt con cái, mà lúc con cái đã lớn rồi, bố với con lạ với nhau quá lâu, thì gặp lại cũng phải là quen lại. Lúc đó tôi đã xin phép và lấy con của bác để lập gia đình. Thì lúc đó mình thấy rất là buồn. Tôi không biết là biết bao nhiêu người ở ngoài đó là cũng có cái sự giống tôi. Mà mấy năm nay tôi lo việc công việc làm nhiều quá, tôi không có để ý nhiều, mà mới năm nay thì bắt đầu muốn giúp bác sĩ Quân, muốn giúp các người khác hậu duệ trong trong cộng đồng để thành lập cái Viện Bảo tàng này, để vinh danh các chiến sĩ đã hy sinh quá nhiều, đã giữ lại cái lịch sử Quân lực Việt Nam Cộng hòa, và chào lại cho thế trẻ, tức là con chúng tôi, cái một bài học về lịch sử Việt Nam Cộng hòa. Cảm ơn quý vị. Người kế tiếp xin giới thiệu là luật sư Alexander Vân Khanh Lê. Dạ, Vân Khanh cũng xin kính chào quý vị khán thính giả đài SBTN, và Vân Khanh cũng xin cảm ơn các anh đây đã có nhã ý mời Vân Khanh trở thành một người board member của Hội Viện Bảo tàng Museum của Viện Bảo tàng của Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Và cái gốc của Vân Khanh đó là gia đình của Vân Khanh là coi Khanh là con của gia đình thủy quân lục chiến, lớn lên đó là ở trong đã lớn lên ở trong các chú, các anh, các bác. Không có ngày nào đó mà Khanh không có gần gũi những người lính thủy quân lục chiến từ nhỏ cho tới lớn.
bố của Khanh đó là Trung tướng Lê Nguyên Khang. Người ấy đã mất đi năm 1990, nhưng mà người ấy luôn luôn nói rằng đó là mình không có thể nào đó mà mình quên được cái gốc của mình, và luôn luôn làm cái gì đó mà giúp giúp cho cộng đồng và nhớ tới quê hương. Nên Vân Khanh luôn luôn nhớ tới những cái câu này mà người đã dặn trước khi mất. Tuy rằng là làm luật sư nhưng mà luôn luôn nghĩ tới những cái bổn phận mà người cha đã nhắc mình trước khi mà qua đời. Thành ra đó là tuy rằng là Vân Khanh cũng là board member của những cái hội charity khác, nhưng mà khi mà được mấy anh ở đây có nhà ý mà mời trở thành board member của Viện Bảo tàng thì không có cách nào đó mà Khanh say no được. Và Khanh rất là cảm ơn các anh Quân và Việt và Phụ và bác sĩ Khải đã cho Khanh có cái cơ hội mà để cho mà phục vụ cho cộng đồng, và để cho mà là mình có thể mà giữ được cái heritage của những người bố và những người bác, những người chú của mình. Xin cảm ơn luật sư Vân Khanh. Kính thưa quý vị, chúng tôi hôm nay rất là đặc biệt là có sự góp mặt của một vị mạnh thường quân là bác sĩ Michael Đào. Bác sĩ Michael Đào là một đồng nghiệp của chúng tôi, nhưng mà Michael cũng là một hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, và Michael là người rất là giúp ích cho chúng tôi, và đã năm hôm nay sẽ có một cái phiếu chi phiếu lớn để tặng Viện Bảo tàng. Và chúng tôi xin dời máy để cho bác sĩ Michael Đào giới thiệu. Tôi là bác sĩ Michael Đào, xin kính chào tất cả quý vị của đài SBTN. Xin kính chào bác sĩ Quân, bác sĩ Trương Việt Trần và luật sư Alex Vinh Khanh. Tôi rất hân hạnh được lên hôm nay. Thì quý vị biết là tôi cũng có mặt trong cộng đồng rất lâu, nhưng mà cái quan trọng, cái problem là tại vì mình bận rộn quá với lại cái công việc làm, thành ra không có cái cơ hội như bác sĩ Quân và bác sĩ Trên Việt Trần cũng như một số bác sĩ khác, anh em khác để thành lập ra cái museum của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà Michael cũng là một trong hậu duệ, tức là nghĩa là my father, biological father, là một trong những người lính và đã tử trận năm 1970. Thì tụi này có rất là nhớ muốn để lại cái gì đó cho người bố, mà bố biological father, thành ra quyết định là mình sẽ ủng hộ. Mình không có khả năng bỏ sức lực ra, thì mình có khả năng hy vọng là mình giúp được financially để cho cái museum của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa có thể mạnh và có thể duy trì lâu năm để mà truyền lại cho con của mình, cháu của mình. Đó là những cái actually cái generation mà mình cần để mà pass down nhiều hơn nữa, bởi vì chắc là như là my kids right now, là most of the time là nói chuyện là tụi nó không hiểu gì hết. Mình phải giải thích, mình phải sometimes giải thích không có hiểu được thì mình phải mang đến cái hình ảnh, mang nó đến những cái nơi như là Museum Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì nó mới thấy được những cái hình ảnh, thấy được những cái cụ thể, chứng minh cụ thể là nó đã có xảy ra trong quá khứ, chứ không phải là mình chỉ nói miệng mà thôi. Do đó Michael rất là hân hạnh, rất là để mà giúp cho Museum Quân lực Việt Nam Cộng Hòa financially để mà survive hoặc là để mà get stronger. Thì hôm mà bữa cái tiệc mà gây quỹ thì cũng rất là vui, là tại vì hôm đó Michael có ngỏ ý là bây giờ tất cả hôm đó mà tất cả quý vị nào mà donate hôm mà tiệc mà mấy tuần trước của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì Michael sẽ match tất cả những cái donation đó. Thì it turned out cũng not so bad. Michael tưởng là chắc là cái này sản nghiệp, nhưng mà chưa. Hôm đó tổng kết là donation là 18.975 đồng. Do đó Michael sẽ match
cái total donation của ngày hôm đó, cái buổi tiệc mà bác sĩ Quân, bác sĩ Jim Việt Trần và các anh em khác đã bỏ công sức rất nhiều để mà tổ chức, để gây quỹ cho cái Museum Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn bác sĩ Đào rất nhiều. Không có cái này thì thực ra không biết cái việc bảo tàng có sống nổi, tại vì cái chi phí chắc quý vị biết là rất là nhiều. Ai cũng đóng góp nhau, ai cũng quan trọng. Mà hôm nay thấy cái số tiền này thấy cũng phải nói là bác sĩ Đào đóng góp và rất là hay. Xin cảm ơn bác sĩ Michael Đào, một người mạnh thường quân đã rất nổi tiếng trong cộng đồng, vì bác sĩ Michael Đào đã đóng góp rất nhiều ra những chương trình cho cộng đồng và những tổ chức charity của cộng đồng. Và hôm nay chúng tôi, Viện Bảo tàng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rất là hân hạnh được người bạn bác sĩ Michael Đào tặng một số tiền lớn để chúng tôi làm việc. Cái số tiền này sẽ giúp Viện Bảo tàng không những trả tiền mướn, tiền rent, tiền điện, tiền chi phí, nhưng mà sẽ giúp Viện Bảo tàng để có những cái chương trình trong tương lai để thuyết trình và để dạy về lịch sử như mình đã muốn, là mình truyền lại lịch sử cho các thế hệ sau. Thì làm cái việc đó mình cũng phải có một số tiền để mình phải có một cái chương trình để dự định để mình làm những cái chương trình này. Và nếu mà bác sĩ Michael Đào đã tặng cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ make sure, chắc chắn là cái số tiền này sẽ được sử dụng một cách rất là xứng đáng để làm Viện Bảo tàng của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh. Xin cảm ơn quý vị, và chúng tôi xin sẽ quay lại trong vòng giây phút nữa để nói chương trình, tiếp tục chương trình.